Mình tên là Ngô Phú Hoàng Triết và hiện tại là theo học ở 16CE của VUK. Còn mình là Đặng Minh Thắng, mình là sinh viên năm thứ tư của học ngành CD. Nếu các bạn đã muốn chọn những cái ngành và về công nghệ thông tin nói chung đó, thì mình nghĩ các bạn thứ nhất là phải chịu khó, thực sự rất là chịu khó luôn, tốn rất là nhiều thời gian và nhiều khi phải hy sinh một chút thời gian đi chơi của bản thân để tiếp tục học tập. Và cái thứ hai là khi các bạn đã quyết định mà học trên con đường đại học đó, thì nó không còn chỉ đơn thuần là đợi giảng viên bày vẽ nữa, mà tới khi đó là các bạn phải tự học, thực sự là phải tự học, thích cái gì học cái đó, không đợi bất kỳ cái gì cả, học ngay và luôn, đơn giản như thế thôi. Còn cái vấn đề mà mình nghĩ là cái ngành công nghệ thông tin này nó có khả năng tốt cho những ngành khác là ở những cái điểm là bạn có thể học được về cả những cái chuyên sâu về mặt toán học, và cái thứ hai là các bạn có thể ứng dụng được ngay thực tế bằng những cái phần mềm đơn giản. Thì cái đó là học công nghệ thông tin này thì nó như một cái ngã rẽ cho các bạn, là các bạn có thể chọn học tiếp cao học về những cái lý thuyết, và học các bạn có thể đi ra làm ngay cho doanh nghiệp hoặc là tự start bản thân lên. Thì đó, thì cái ngành công này nó thật khác những ngành khác là như vậy. Mình thì trong suốt 4 năm ở VUK thì mình cũng đã học rất là nhiều, từ những cái công nghệ từ rất là lâu cho đến những cái công nghệ hiện đại. Thì trong suốt 4 năm đó thì các giáo viên cũng rất là tận tâm chỉ dạy, mà chỉ dạy đôi lúc thì cũng gặp khúc mắc thì họ cũng sẵn sàng giải đáp hết. Và sau những cái kết thúc các môn học thì đều có những cái dự án cuối cùng để làm và cũng để trau dồi hơn về cái kỹ năng tự mình làm và hoặc là làm nhóm với người khác. Như Thắng đã nói thì về cơ bản cũng gần đủ về những yếu tố chuyên môn mà tụi mình được học. Thì bên cạnh đó thì VUK cũng có bổ sung cho tụi mình những kỹ năng về tiếng Anh và kỹ năng mềm trong giao tiếp để giúp tụi mình tự tin hơn khi đi phỏng vấn ở doanh nghiệp để xin cơ hội thực tập và làm việc. Sau khi em đã thi đại học và vào trường thì như bạn Chiến nói thì ngoài em chỉ là những học sinh rất là nhút nhát, ngại giao tiếp với người khác và cũng chưa hiểu rõ về cái việc mà như là làm việc với người ta như thế nào như đó. Thì nhưng mà sau 4 năm học là mình đã cải thiện được, rất là khá về cái việc đó, cũng như là những cái kỹ năng mềm cũng được nâng cao lên, như là cách mà thuyết trình, trình bày ý tưởng của mình. Và đó là rất là cái quan trọng để sắp tới, trong việc sắp tới mà khi mà bọn mình đi tham gia là làm các công ty khác. Và cũng như được sắp tới của mình là trước mắt là mình sẽ cố gắng để qua cái đợt tốt nghiệp này, đã vì mình còn một cái đồ án cuối cùng, và sau đó thì mình sẽ để làm kiếm một công ty nào đó mình tiếp tục tham gia và trau dồi cái kỹ năng của mình hiện có cũng vài 2-3 năm gì đó. Và tới năm tới đó thì có thể là khi mà mình học đủ chứng chắn thì cứng cáp thì mình có thể ra ngoài và có thể tự tạo một startup cho riêng mình. Còn về mình thì sau 4 năm thì mình thấy được bản thân mình đã chịu khó hơn mình trước rất là nhiều, và bắt đầu đã biết có trách nhiệm với bản thân, và sau đó là với gia đình mình. Và mình nghĩ là sau mình cũng như Thắng thì mình cũng phải cần làm một cái đồ án tốt nghiệp đó. Thì sau khi mà mình tốt nghiệp thì mình muốn dừng hết những cái gì liên quan tới công nghệ thông tin một thời gian để mình trải nghiệm những cái thứ gì khác trong cuộc sống, như là những việc đơn giản như là nấu ăn, nấu đàn, hay đó là mình có thể đi phượt. Mình muốn mục tiêu của mình là mình đi hết Việt Nam và đi qua hết 3 nước Đông Dương, rồi sau đó mình bắt đầu đi làm lại về ngành công nghệ thông tin, để mình coi như đó là một chút giải lao hoặc là thay đổi về cách nhìn của mình về thế giới hoặc là về cái gì đó.